Rồi cũng nhanh và vật giá càng ngày nó càng leo thang. Bánh mì bơ sữa bây giờ là 6.000 một ổ rồi. Bên chị vào trái cùng em một đoạn phía trước chợ. Bây giờ thì người ta cũng bắt đầu dọn dẹp đấy. Rồi, em mời anh chị đi ra lại con đường Hải Thượng Lãng Ông anh chị nha. Năm xưa con đường Hải Thượng Lãng Ông có tên là Khổng Tử. Rất là nhiều anh chị ha. Nè, heo chợ lớn, vú heo bạch tuộc nướng, bánh tráng trộn cuốn. Đó, ông bà già, bánh tráng ông bà già. Bên phải của em anh chị nha, đây vú heo bạch tuộc nướng. Đó, sụn gà. Tiếp tục, trời phố này là phố bạch tuộc vú heo. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 5 giờ 45 phút. Đâu, 5 giờ 30 phút anh chị, mới có 5 giờ 30 phút thôi. Chiều ngày 3 tháng 2 năm 2022. Và mặt trời thì bây giờ cũng đang chuẩn bị lặn thưa anh chị. Sài Gòn chuẩn bị buông xuống cái màn đêm. Em đang đứng ở trên con đường Nguyễn Thị Nhỏ. Ngày xưa là Dương Công Trừng thuộc phường 15 quận 5 thưa anh chị. Chà, sát bên tay phải của em ở đây có một cái khu vực trống rồi nó nghe đủ thứ mùi hết trơn á anh chị. Nãy giờ em không để ý, bây giờ quay rồi mới để ý mới nghe mùi. Phía trước anh chị là con đường Tân Thành đó. Tân Thành, quẹo phải, quẹo trái anh chị đi vào chợ Tân Thành. À, và hướng này thì anh chị đang hướng về khu vực con đường Hậu Giang, con đường Hồng Bàng, con đường Tháp 10, chợ Bình Tây. Và buổi chiều ngày hôm nay em có mặt ở vị trí này, mời cô bác anh chị cùng với em đi ngắm nhìn một vài cái hình ảnh chợ lớn, nắng tắt, chiều tà, dọn chợ, dọn tiệm anh chị, dẹp tiệm đi về nghỉ ngơi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước khi đi thì em cũng xin được kính chúc cô bác anh chị và các bạn buổi chiều bình an và thật là nhiều sức khỏe. Chiều tan ca chợ lớn. Em từ nãy đến giờ em cũng đứng đợi cái giờ này em đi á. Phía sau lưng của em thì anh chị sẽ đi về con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản năm xưa. Hôm nay thì em lang thang ở khu vực chợ lớn này. Quận 5, quận 6, quận 11. Khu vực người Hoa. Phía trước anh chị là em đang đi về con đường Hồng Bàng. Ngay chỗ Nguyễn Thị Nhỏ Hồng Bàng này thì bên trái có một cái nhánh đi con đường Nguyễn Trãi thưa anh chị, chạy về cái phố thời trang Nguyễn Trãi quận 5. Cơm tấm cô chín. Chiều rồi anh chị thấy không, ở khu vực chợ lớn là người ta không có bán ban đêm nha. Các khu chợ hay gì, cửa hàng là bắt đầu chiều người ta quét dọn nè, đóng cửa hết. Đó. Mà thấy cái không khí nó có vẻ nó có một chút gì đó nó tĩnh lặng thưa anh chị. Nếu mà đi đêm thì là vắng vẻ luôn. Đây có quán phở, phở Trang 35.000 một tô nè anh chị. Đó, bên phải của em. Và ngay cái vị trí này là con đường Nguyễn Thị Nhỏ với Hồng Bàng. Đó, bên tay phải thì anh chị sẽ chạy về Bùng Binh Cây Gõ, đi về Phú Lâm, về xa cạn miền Tây trên con đường Kinh Dương Vương, năm xưa là Lục Tỉnh. Còn bên trái ở đây anh chị đi Hồng Bàng về chợ An Đông. Và cái góc bên trái của em có một nhánh Nguyễn Trãi ha, chạy về phố thời trang. Khu vực này thì ngày xưa có một cái ga, hình như là ga xe lửa, và khu vực đồn Cây Mai. Đó, một vài cái thông tin em nhớ để nhắc lại để cô bác anh chị hình dung được cái vị trí, bởi vì ngày hôm nay thì nó thay đổi khá là nhiều. Cũng như là chúng ta có thể nhớ về một vài cái thông tin như vậy.
Đó, bây giờ thì em mời anh chị đi băng ngang con đường Hồng Bàng. Đó, đi về bên kia. Bên kia thì nó hình như nó không còn là đường, hình như là vẫn là huyện thị nhỏ nha anh chị nha. Em chạy nhanh một tí. Ở đây đèn xanh nó ít quá. Đó, cơm tấm Cali đóng cửa rồi nè. Đó, bên này vẫn là huyện thị nhỏ thưa anh chị. Chiều khu vực chợ lớn là đóng cửa hết rồi. Nhưng tại em ở đây có quán chim bồ câu, có cái chỗ bán chim bồ câu đó. Chim bồ câu vẹt. Khu vực chợ chim đây. Về khu vực quận 5 thì có chợ chim. Chợ chim Thuận Kiều anh chị đó. Trên con đường Thuận Kiều đó. Bên trái em là đường Trần Chánh Chiếu anh chị nha. Đi về chợ Trần Chánh Chiếu, khu vực này người ta còn gọi là xóm Vôi. Ra đây thì chúng ta đụng con đường Lê Quang Sung rồi. Đây, Lê Quang Sung. Còn con đường cắt ngang này là con đường Trang Tử thưa anh chị. Bên trái là về chợ Trần Chánh Chiếu. Bánh tráng chợ lớn đi anh chị ơi. Bánh tráng chợ lớn. Đó, rất là nhiều xe bánh tráng chợ lớn. Em chạy một vòng con đường Lê Quang Sung anh chị nha. Lê Quang Sung nè, rồi xuống này chỗ đường Chu Văn An đó. Khu vực này thì tới như ngày vía thần tài nè, rồi ngày ông táo người ta bán mía nhiều lắm anh chị nha, chỗ cái khu nhà cổ đây đó. Đường Lê Quang Sung này ngày xưa là Trương Tấn Bựu, nó chiều nhiều quán ăn ghê anh chị. Đây bên phải của em nè, dọc đây quán ăn rất là nhiều anh chị ha. Nè, heo chợ lớn, vú heo bạch tuộc nướng, bánh tráng trộn cuốn. Đó, ông bà già, bánh tráng ông bà già. Bên phải của em anh chị nha, đây vú heo bạch tuộc nướng. Đó, sụn gà. Tiếp tục, trời phố này là phố bạch tuộc vú heo. Quá trời luôn. Đây còn có nguyên cái xe bắp xào bắp luộc nhìn hấp dẫn nữa. Chợ lớn buổi chiều đã ghê. Đây con đường Phạm Đình Hổ anh chị, bên phải anh chị sẽ đi về đường Hồng Bàng anh chị nha. À, và hôm nay chắc sẵn tiện ở đây em mời anh chị đi một đoạn con đường Lê Quang Sung. Chà, con đường Lê Quang Sung này buổi chiều đúng như cái tên của nó luôn. Trời, bé kia chạy tạt đầu xe buýt. Con đường Lê Quang Sung này là đúng như cái tên của nó, sung. Cực kỳ sung luôn anh chị. Nè, nhiều quán ăn ở đây lắm nha anh chị nha. Em băng qua luôn. Đó. Lê Quang Sung này là chạy thẳng anh chị hết đường ra Bình Tiên luôn. Rồi đâm ra kênh Lò Gốm Bến Phú Lâm rồi đó. Ở đây có lạp xưởng bên phải em nè. Em nhớ ngay cái góc này có một quán bánh xèo. Có một quán bánh xèo bên phải của em đó. Lớn mà ngon lắm. Cho khu này gỏi cuốn rồi cơm chay ha. Cơm chay. Quán cơm chay. Ngay góc này là có một cái tiệm bánh xèo rất lớn nè. Không biết hôm nay còn không. Bên trái em là Cao Văn Lầu. Đó anh chị. Bánh mì Hà Nội. Bún riêu chay. Hôm nay người ta bán đồ chay khá là nhiều. Ồ, cái tiệm bánh xèo đó đi đâu mất rồi. Đây bên trái em có bún mắm nha. Đó anh chị. Bún mắm 47. Chù.
bán đồ ăn gì đây, nước sâm. Nước sâm mà người ta mua quá trời đông ra. Rồi ngay cái góc này nước sâm nữa nè. Đó, bên kia là cái gì? Để em đứng đây em coi nè. Ồ, con đường bên này là con đường Mai Xuân Thượng anh chị. Mai Xuân Thượng ngày hôm nay anh chị thấy cái khu này người ta bán cái gì mà đông dữ không? Đây là hủ tiếu Hồ Chay. Hủ tiếu Hồ Chay bé Hai. Ồ, hôm nay người ta mua đồ chay quá trời nhiều anh chị. Đây là Lê Quang Sung tiếp tục nè anh chị nè. Em mời anh chị đi một đoạn Lê Quang Sung nữa nha. Có thể chúng ta đi ra Bình Tiên luôn cũng được. Kệ, hôm nay đi dạo chợ lớn chiều mà. Đây, các quán trà, quán ăn, đồ quá trời. Nước sâm ở trên này người ta bán nhiều lắm anh chị. Mời anh chị đi con đường Lê Quang Sung. Con đường này là Trương Tấn Bửu ngày xưa. Ở Sài Gòn mình thì có Trương Tấn Bửu của Gia Định và Trương Tấn Bửu của Chợ Lớn. Trương Tấn Bửu của Gia Định thì ngày hôm nay nó có tên là Trần Huy Liệu thưa anh chị. À, còn Trương Tấn Bửu của Chợ Lớn là con đường em đang đi đây, hôm nay nó có tên là Lê Quang Sung. Con đường Lê Quang Sung này thì nó cũng xuất phát từ ngay chỗ Trang Tự đó, nối với lại Hải Thượng Lãng Ông, chạy lên đây. Bánh hẹ ha, đoạn này có bánh hẹ, bánh bía. Một vài cái hình ảnh như vậy. Bánh hẹ là gì? Bánh hẹ à, bánh hẹ môn sắn. Ngày xưa em có ăn bánh hẹ một lần rồi. Anh chị thấy buổi chiều ở khu vực Chợ Lớn nó bắt đầu nhộn nhịp ha. Nhộn nhịp những cái phố ăn uống giống như Lê Quang Sung này. Chứ còn những cái con đường như là Nguyễn Thị Nhỏ lúc nãy em đi đó, hay là chút xíu nữa chúng ta xuống chợ Bình Tây, Kim Biên, về chiều sẽ rất là vắng. Em sắp sửa đi ra Bình Tiên rồi. À, Minh Phụng chứ anh chị, Minh Phụng. Bên trái em ở đây là có một con đường. Để coi đường này là đường gì đây. À, khu này thấy cũng ngon ghê. Thấy quán ăn quá trời luôn. Em quẹo trái đây. Em tính đi ra hết luôn ngay chỗ. Ồ, hôm nay đồ chay bán quá trời. Em tính đi ra hết ngay con đường Minh Phụng. Quán chay này anh chị. Hạnh Lộc. Ở đây khu này bán đồ chay nhiều. À, con đường em đang đi đây là con đường, em chưa nhìn thấy tên đường luôn anh chị. Ô, một con hẻm của Hậu Giang. Ô, trường Hậu Giang bên mé tay trái của em. À, ở đây là con hẻm Hậu Giang nha anh chị. Bây giờ em đi ra đây quán chay tiếp này. Rồi anh chị thấy không, chay quá trời, hôm nay quán chay rất là đông. À, bây giờ thì em đi ra con đường Hậu Giang. Hôm nay là hình như là ngày
mé mé đâu đó ngày 30 tháng Giêng, 30 là mùng 1 tháng 2 gì đó. Đây, con đường Hậu Giang. Bên phải thì anh chị lên cầu Hậu Giang rồi anh chị ha. Cho nên là chắc kết thúc tháng Giêng đầu tháng 2 người ta ăn chay nhiều. Ngay vị trí này cũng có một vài quán rất là lớn mà đông khách nè. Em quẹo lên để anh chị cập nhật sơ sơ một vài hình ảnh ở đây. Cùng với đó là cái ánh nắng chiều hoàng hôn. Chiều hoàng hôn buông xuống mà mắt em nhung huyền. Em quên mất rồi. Đây, ở đây thì em sẽ quẹo ngược trở lại. Đây, con đường phía trước đây là con đường... Ồ, bánh gì mà nhìn ngon quý vậy. Bánh cuốn bò gì đó. Đây là cắt ngang, đây là con đường Bình Phụng. Bên trái là Bình Tiên. Anh chị có thể quẹo trái đi về Bình Tiên. Có cái cầu Bình Tiên. Thưa anh chị. Trời ơi, quẹo không kịp. Ê, Bình Phụng bên phải thì anh chị đi ra cây gõ ha. Rồi, em nhập với dòng xe đang đợi đèn xanh đèn đỏ ở đây để quẹo trái. Rồi trái xuống con đường Hậu Giang. Trời ơi, xe đông quá. Bên phải em là đình Bình Tiên, rồi chợ ở đây là chợ Minh Phụng luôn. Rồi chiều chiều rất là đông anh chị. À, đi thẳng thì anh chị đi ra luôn đường Võ Văn Kiệt ngày hôm nay, bến Lê Quang Liêm. Anh chị phía trước có một cái khu nhà cũng cũ xưa rồi anh chị. Đó, cái dãy nhà đó đó. Bây giờ em mời anh chị quẹo bên mé tay trái cùng với em ha. Bên phải thì anh chị đi lên cầu Hậu Giang, đi về mũi tàu Phú Lâm. Rồi. Chợ lớn buổi chiều cũng đông ghê chứ anh chị. Phố xá nhộn nhịp. Quán ăn bắt đầu mở ra bán. Và con đường Hậu Giang chỗ này thì nó đang bên phải em đây là quận 5. Ủa sao quận 5, quận 6 lộn tùm phèo vậy. Chỗ này em đến đó là quận 6, phường 5, quận 6. Phường 5, quận 6 thưa anh chị. Em bị nhầm. Thấy số 5 cứ tưởng là quận 5. Rồi em mời anh chị đi thẳng hướng này nối liền với tháp 10 chợ Bình Tây. Chiều hôm nay mời anh chị đi dạo phố xá chợ lớn vui luôn. Con đường Hậu Giang này ngày hôm nay nó đẹp quá anh chị ha. Sung túc nhộn nhịp. Kệ đi, Covid kệ đi. Bây giờ là... Thôi mà nói chứ bây giờ các bé đi học nó cũng đang rối lắm anh chị. Rối ơi là rối luôn. Lớp nghỉ lớp học, người nghỉ người học nó tùm lum hết. Bây giờ các bé nó mệt mỏi quá thật sự luôn. Bên phải em là đường Bửu Đình. Chưa có thống nhất được gì nhiều cho nên là cứ lộn xộn. Giá cả thì bây giờ càng ngày càng leo thang.
mà nói như bạn bè của em thì bây giờ xăng có lên 50.000 thì vẫn phải làm thôi anh chị, vẫn phải chạy thôi. Nhưng mà anh chị biết không, cái xăng lên 500 đồng thì thực phẩm, lương thực, các cái nhu yếu phẩm nó tăng lên 1.000, tức là nó cứ tăng gấp đôi như vậy. Cho nên thật ra cái áp lực giá xăng dầu á, đối với người dân mình á, thì không bằng cái áp lực của gọi là nhu yếu phẩm, nó lên rất là cao. Và đó mới chính là những cái thứ mà nhiều khi mình phải mua ăn hàng ngày, sống hàng ngày, đi hàng ngày. Lâu lâu xin phép cô bác anh chị cho em than mấy câu. Ở đây là con đường Mai Xuân Thượng anh chị. Nhắc về Chợ Lớn, nhắc về sau chợ Bình Tây thì chúng ta nhớ về cái cầu Ba Cặn năm xưa. Dân chơi cầu Ba Cặn một thời. Ngày hôm nay thì không còn cặn nào hết anh chị, hết cặn rồi. Và ngay cả cái con kênh Hàng Bàn ngày hôm nay người ta cũng đã lấy nhà, lấy đất, rồi làm công viên, cải tạo kênh rạch lại sạch hơn rồi. Cũng nhiều đồ ăn vặt ghê anh chị, đi dọc đường em thấy quá trời luôn. Tới đây thì bắt đầu người ta hết treo mấy cái đèn led ha, mấy đèn nhấp nháy. Bắt đầu lấn qua phía quận 5 rồi, thấy không có treo nữa. Quận 6 thì vẫn treo. Đây là con đường Cao Văn Lầu thưa anh chị. Đây cơm tấm quán ăn. Đây là ngã tư Hậu Giang và Phạm Đình Hổ thưa anh chị. Bên trái anh chị quẹo về Nguyễn Thị Nhỏ hay Dương Công Trừng. Chúng ta ra đường 3 tháng 2 lại, tức là đoạn Quốc Đoạn năm xưa đó. Ở đây thì có con đường Mai Xuân Phụng. Nguyễn Xuân Phụng anh chị, trời ơi, em đọc lộn. Để qua nghe nói giống Mai Xuân Thượng. Khu vực chợ Bình Tây, mời cô bác anh chị cùng với em cập nhật đôi nét chợ Bình Tây buổi chiều chuẩn bị tan ca. Đóng cửa. Con mình đang đóng cửa dọn dẹp. Rồi dọn dẹp rồi. Quét chợ, quét chợ. Đó. Đóng cửa dọn dẹp đi về. Cửa dọn dẹp đi về nghỉ ngơi. Anh chị ha, người ta gom rác lại.
gom rác lại. Và tới tối thì nguyên một cái đống rác rất là to dọc dọc những cái con đường này. Và gom là một chuyện, còn hút hồi nào thì lại là chuyện khác. Cho nên tới tối gió nó thổi bay nát bét ra khắp khu chợ. Một ngày làm việc vất vả xong rồi, bây giờ dọn dẹp lại đi về nghỉ ngơi, tiếp tục cho những ngày tiếp theo. Phía sau đây phía sau đây là con đường Phan Văn Khỏe, bến Nguyễn Văn Thành năm xưa. Em quẹo bên tay trái phía sau đây anh chị. Vắng vẻ rồi ha. Đường phía sau này nó xấu quá trời. Em gửi đến cô bác anh chị một vài cái hình ảnh như vậy. Chiều chợ lớn. Đường Lê Quang Sung thì bắt đầu bày bán, các con đường khác bắt đầu dọn hàng bày bán ra. Riêng với lại chợ Bình Tây thì phía sau này, cả phía trước bắt đầu dọn dẹp đóng cửa. Nó có những cái hình ảnh trái ngược như vậy thưa anh chị. Chỗ đóng, chỗ mở. Bởi vậy Sài Gòn mình là một cái vùng đất mà gọi là không ngủ. Sài Gòn never sleep. Trời ơi, này em nói tiếng Anh luôn anh chị. Sài Gòn không ngủ là như vậy. Sáng tối gì lúc nào cũng có những cái công việc riêng, lúc nào cũng có cái cuộc sống mưu sinh của nó cả. Đây, bắt đầu dọn chợ ha. Sẽ có những đống rác, sẽ có những mặt hàng cuối cùng rời khỏi chợ đó. Rồi sẽ có những người còn nán lại bán một vài sản phẩm cho những người khách cuối cùng. Bên này còn chưa quét rác mà, bên kia quét rồi, bên này còn nhộn nhịp hơn. Đường bên này là đường Trần Bình đó anh chị. Đặc biệt thơm ngon, 6 ngàn một lẩu. Bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon. Ngày em mới vào Sài Gòn thì nó có 1.000 một ổ anh chị. Bây giờ là 6.000 rồi, 1.000 rồi lên 2.000 rồi lên 3.000 rồi lên 4.000. Nó cứ rải đều như vậy và bây giờ là 6.000. Thời gian trôi nhanh, cuộc sống trôi cũng nhanh. Và vật giá càng ngày nó càng leo thang. Bánh mì bơ sữa bây giờ là 6.000 một ổ rồi. Bên chị vào trái cùng em một đoạn phía trước chợ. Bây giờ thì người ta cũng bắt đầu dọn dẹp đây. Chợ Bình Tây. Em chờ mấy chú đẩy mấy cái rào chắn đi hết anh chị. Sau một ngày làm việc vất vả, nhìn cái cảnh này tự nhiên cái em nhớ ngày xưa lúc mà còn làm nông anh chị. Cái giấc này bắt đầu dọn cày bừa lên xe bò đi về là cái giấc mà thấy thoải mái nhất trong người. Cảm giác giống như là đây phía trước chợ anh chị nha, bắt đầu đóng cửa đó. Cái cảm giác mà vác cày vác bừa đồ lên xe về, dọn đồ về đó, là cảm giác nó sướng trong người anh chị.
tối được về nghỉ ngơi, cảm giác đã lắm, giống như chợ Bình Tây bây giờ đây. Đi ngang thấy người ta đang dọn hàng nghỉ mà nhiều khi mình cũng có cái cảm giác hồi hộp, cái cảm giác nó thú vị giống như ngày xưa. Rồi em quẹo phải. Đi con đường Tháp 10 này. Và mời anh chị cùng với em lăn bánh từ từ đi xuống lại. Đi xuống lại khu vực Hải Thượng Lãn Ông anh chị nha. Bánh tráng Chợ Lớn. Rồi em mời anh chị cùng với em lang thang một đoạn nữa nha. Buổi tối khi mà Chợ Lớn bắt đầu đóng cửa thì những cái xe bánh tráng như thế này họ bắt đầu mở cửa thưa anh chị. Bắt đầu bán nha. Và khu vực này buổi tối không có gì ngoài bánh tráng. Con đường này đây, con đường Tháp 10. Bánh tráng. Ở đây nó có cái địa bàn cả đó anh chị. Ví dụ như em mà bây giờ mà muốn bán bánh tráng ha, đẩy một xe tới đây là thế nào cũng bị hỏi thăm mà. Không phải dễ đâu. Đi ngang mấy cái tiệm bán đồ chơi em bé tự nhiên cái thấy nó hầm hàm như thế nào anh chị. Quá trời đồ chơi em bé ở đây mà. Em bé con em ở nhà nó khoái xe lắm. Cứ hệ mà xe là nó thích mê luôn. Mua máy bay rồi này kia cho nó, đồ chơi rồi khác cho nó không thích. Chỉ có xe ô tô là thích, xe hơi là thích. Chạy đây tiệm toàn bán đồ chơi không. Em đang kiếm cho nó chiếc xe bus 2 tầng. Xe nhỏ nhỏ thôi anh chị. Kiếm chưa ra. Con đường này anh chị nhớ cái mùa Tết này, vui quá ha. Hoa rất là nhộn nhịp, hoa rất là đẹp, vàng ươm khu vực này, xanh đỏ tím vàng. Bây giờ thì người ta cũng bán hoa đó anh chị, nhưng mà bán ít lắm. Con đường này là con đường Ngô Nhân Tịnh. Đó, phía sau bên phải, bên phải anh chị quẹo về hướng cầu Ba Cặn ha. Ngay chợ Kim Biên đây cũng thế. Tục xốp. Chiều chiều người ta bắt đầu dọn dẹp. Rồi em đang chạy xuống con phố Hải Thượng Lãn Ông. Con phố mùa gì thì bán đấy, còn mà các cái mùa khác thì bán lộn xộn anh chị. Bây giờ cái gì cũng bán. Và ở đây chúng ta có con đường Gò Công, bên phải anh chị đi quẹo qua một cái cầu và chạy qua khu vực bến Bãi Sậy anh chị nha. Con đường Bãi Sậy ngày hôm nay. Tối rồi, bán quần áo luôn. Trời ơi, bánh xe đâu mà quá trời vậy. Đợi bánh xe. Mấy cái bánh xe này không phải là bánh xe máy đâu, bánh xe mấy cái bánh xe đẩy hàng đi bán anh chị. Đó, còn ở đây là khu vực của chợ Kim Biên. Khu vực này là khu vực của chợ Kim Biên. Đây là cái địa bàn của chợ Kim Biên đây. Mùa này người ta hết treo đèn nhấp nháy bán rồi. Chợ Kim Biên cũng dọn chợ anh chị. Em đi một vòng chợ Kim Biên anh chị nha. Bắt đầu dọn.
Đó, người ta cũng dọn dẹp nghỉ hết. Đó, ở đây còn treo đèn đồ bán, nhớ cái hồi Noel với Tết quá. Xe hơi này có giờ này mới vào, chứ bằng ngày mà vào là không có lối đi đâu anh chị. Sắc thái, sắc màu đa dạng phong phú và rất là nhiều cái điều thú vị trong một cái buổi chiều, buổi chợ lớn anh chị. Em chỉ đi một số những cái con đường quen thuộc thôi, chứ cũng không có đi hết được. Con đường phía sau này là Phan Văn Khỏe, con đường Phan Văn Khỏe nó rất là dài anh chị ha. Chạy góc này là Trịnh Hoài Đức, cầu Ba Cạn năm xưa đấy anh chị, giang hồ cầu Ba Cạn, dân chơi chứ, mấy giang hồ thì cũng không hẳn, gọi là dân chơi cầu Ba Cạn. Bây giờ những cái dấu tích của chợ lớn thì cũng dần dần mất đi, và em nghĩ càng về sau này nó lại càng mất. Rồi, em và anh chị đi ra lại con đường Hải Thượng Lãng Ông anh chị nha. Năm xưa con đường Hải Thượng Lãng Ông có tên là Khổng Tử. Đó, Vũ Chí Hiếu này, rất là nhiều con đường xung quanh đây mà em ít khi đi. Hôm nào chắc là em sẽ lang thang những cái khu vực khác ở chợ lớn. Rồi, ở đây thì em vừa phải xuống con đường Hải Thượng Lãng Ông, hướng đi xuống Bưu Điện quận 5 nên chị. Nước sâm à. Bây giờ em vẫn còn rất là hạn chế ăn uống tại chỗ như thế, tại vì nhiều khi mình sợ lỡ may cái dính Covid một cái về nhà lây cho nhà nữa thì khổ anh chị. Con đường sắc màu Hải Thượng Lãng Ông, đoạn này thường là sầm uất bậc nhất của khu vực chợ lớn vào mỗi cái mùa Tết nhất tới nè, Noel tới hay là Trung Thu. Đó, và vừa đúng lúc chắc có lẽ là cũng 6 giờ hơn một chút anh chị. Đây là con đường Phùng Hưng anh chị ha. Bên trái anh chị sẽ đi về chợ Thủ Đô. À, bên phải anh chị đi qua khu vực Trịnh Hoài Đức. À, và vị trí này chắc là em cũng xin được tạm dừng cái clip của mình. Một buổi chiều đi về chợ lớn dạo thật là thú vị. Không biết cô bác anh chị thấy như thế nào, có thể để lại cho em một cái comment ở phía dưới. À, và một lần nữa em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi chiều thật là hạnh phúc, bình an và nhiều sức khỏe thưa anh chị. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.